Kim Yến trân trọng kính chào quý khán giả. Trong chương trình Sức khỏe là vàng, Kim Yến rất hân hạnh có mặt ngày hôm nay để giới thiệu cùng với quý khán giả một người bạn mới là cô Minh Thư. Cô là Program Services Vietnamese Coordination Education Specialist from Orange County Alzheimer Organization. Kính thưa quý vị, Kim Yến hiện là sáng lập viên cũng là chủ tịch của Hội Nữ Doanh Nhân Á Mỹ. Hội của chúng tôi có những buổi tổ chức những cái buổi networking business mixer để những quý vị phụ nữ hoặc là tất cả những quý vị mà có cơ sở thương mại, chúng ta cùng nhau tìm hiểu và mình trao đổi những cái cơ sở thương mại của mình làm gì và mình tìm hiểu thêm. Và đặc biệt nhất là những quý vị nào mà muốn mở cơ sở thương mại, thí dụ như sole proprietorship, có nghĩa là doanh nghiệp cá nhân, hoặc là doanh nghiệp hợp nhân, tức là partnership, hoặc là công ty cổ phần hay là corporation, thì chúng tôi cũng rất vui được chia sẻ cùng quý vị và để chỉ dẫn cho quý vị mình sẽ bắt đầu từ đâu và làm giấy tờ như thế nào. Ngoài ra, đối với Thư viện Việt Nam Toàn Cầu thì sinh hoạt của Thư viện là tổ chức những cái lớp điện toán căn bản hoàn toàn miễn phí và những cái lớp để chỉ dẫn cho quý vị xài iPad, iPhone và những cái lớp chẳng hạn như dưỡng sinh cũng miễn phí, những lớp khí công miễn phí và chúng tôi có những lớp khác chẳng hạn như là Photoshop căn bản, hội thảo miễn phí của câu lạc bộ Aquaponics, tức là dưới nuôi cá sạch trên trồng rau sạch không cần đất. Đây là một cái điều có thể nói là vô cùng ích lợi cho chúng ta. Đó là những lớp căn bản mà Thư viện Việt Nam Toàn Cầu đang phục vụ cho quý vị Việt Nam của chúng ta trong cộng đồng từ hơn 20 năm qua. Tuy nhiên, trong chương trình Sức khỏe là vàng hôm nay, thì chúng tôi muốn nói đến những cái buổi hội thảo mà Hội Nữ Doanh Nhân Á Mỹ phối hợp cùng với Thư viện Việt Nam Toàn Cầu. Và ngày hôm nay là cô Minh Thư từ Orange County Alzheimer Organization. Bây giờ mời Minh Thư với lời chào cùng với quý khán giả. Dạ. Dạ, đầu tiên xin cho Minh Thư gửi lời chào tới tất cả các vị quý vị khán giả đang nghe đài ngày hôm nay. Và kính chào cô Kim Yến. Thì như cô Kim Yến đã giới thiệu, Minh Thư là điều phối viên Việt Nam đang làm việc cho Hiệp hội Alzheimer and County. Đây là một cái hiệp hội phi vụ lợi đã có mặt cho cộng đồng Việt Nam, không những cộng đồng Việt Nam mà cả cộng đồng Mỹ, cả cộng đồng Mỹ luôn. Giúp cho cái sứ mệnh của chúng tôi là giúp cung cấp những dịch vụ hỗ trợ cho các gia đình và các bệnh nhân có mang cái căn bệnh về mất trí nhớ Alzheimer và cũng như là những cái loại mất trí nhớ khác hiện đang xảy ra rất là nhiều ở trong cộng đồng mình, đặc biệt là cộng đồng Việt Nam của mình. Thì ngày hôm nay Minh Thư rất là vui khi có mặt ở đây để mà chia sẻ với tất cả các quý vị khán giả. Thì đầu tiên là Minh Thư nói sơ qua về cái chương trình mà Hiệp hội đang phục vụ cho cộng đồng. Hiệp hội Alzheimer County cũng làm việc chung với chương trình REACH, là một cái chương trình mà tiếp cận cộng đồng với đủ mọi sắc tộc ở quận Cam này, để mà đem đến những cái dịch vụ về sức khỏe, học hỏi và tìm hiểu ngăn chặn những cái căn bệnh về chronic disease, là những cái căn bệnh mãn tính. Thì bệnh Alzheimer ở đây cũng là một trong những căn bệnh mãn tính mà đang được chú ý tới, tại vì nó cũng gây ra những cái symptom, những cái gọi là những cái nguy hiểm cho cái sức khỏe của các bác cao niên bây giờ. Thì đó là sơ qua về chương trình của Hội Alzheimer. Kính thưa quý khán giả, có thể nói là đến bây giờ thì chúng ta mới nghe nhiều về cái bệnh Alzheimer, nhưng mà thật ra đó, bệnh mất trí nhớ Alzheimer này được phát hiện từ năm 1906 do chính bác sĩ tâm thần thần kinh học, ông là người Đức, tên của ông là last name của ông là Alzheimer, và khi mà biết rằng bệnh này không có thuốc chữa trị được và nó có thể mang đến tử vong thì cái căn bệnh này được mang tên của ông là Alzheimer. Thì ngày hôm nay chúng tôi sẽ cùng cô Minh Thư
trình bày cùng với quý khán giả làm thế nào để mà mình biết, không biết mình có ngăn ngừa được hay không, nhưng mà nếu người thân của mình hay là những người quen biết của mình mà có những cái triệu chứng, tức là suy tận, mà mình nghĩ rằng có thể đây là bắt đầu của cái bệnh Alzheimer, thì kính thưa quý khán giả, chúng tôi có những solution, tức là những có cách để mà mình có thể nào làm cho cái người thân mà đang lo lắng cho người nhà của mình đang bị đó có thể giảm được phần nào sự lo. Rồi bây giờ thì mời Minh Thư trình bày tiếp. Kế tiếp là Minh Thư cũng muốn nói thêm cho mình hiểu thêm thì cái chữ Alzheimer, giữa cái sự khác nhau giữa bệnh Alzheimer và cái sự lão hóa bình thường ở tuổi cao niên, thì khi mà chắc là cộng đồng mình cũng lại khá quen thuộc với cái chữ Alzheimer. Đúng là rồi. Nói đến Alzheimer là mình cũng phần nào hiểu là cái bệnh về trí nhớ, và cũng có một số các bác cũng rất là sợ mà khi nghe tới là bệnh mất trí nhớ, những cái lớp học về mất trí nhớ, rồi rất là lo ngại không biết mình có bị hay không và mình có nên đi học cái lớp này hay không. Thì mình thường muốn giải thích luôn là cái sự lão hóa tuổi già và cái bệnh Alzheimer nó khác nhau những cái điều như thế nào. Thì trong cuộc sống của mình đó, mọi người đều có cái trí nhớ là đều có thể rất là hay quên. Thì quên như thế nào là bình thường, quên như thế nào là không có bình thường. Đó, cái đó mới là cái điều mà tất cả quý khán giả đang muốn được biết và muốn được tìm hiểu. Thì mình cho một cái ví dụ, mình có thể quên chìa khóa, quên cái chỗ parking đậu xe, hoặc là đặc biệt là quên trả tiền bill. Thì cái này rất là nhiều. Cái này chính cả cháu cũng rất là hay quên những cái điều này. Thì những cái đó là những cái việc bình thường trong cuộc sống của mình, ai cũng có thể quên đầu quên đuôi tí xíu, nhưng mà nó không có đến nỗi là trầm trọng mà ảnh hưởng tới cái cuộc sống, phá vỡ những cái thói quen, phá vỡ cái thói quen trong cuộc sống hàng ngày của mình. Đó là lão hóa bình thường ở tuổi già. Khi các bác lớn tuổi thì cái trí não của các bác nó làm việc chậm hơn lúc mà mình còn trẻ tuổi, thì cái đó là cái điều tất nhiên, ai cũng có thể xảy ra, nó có thể xảy ra với tất cả mọi người. Còn về cái bệnh Alzheimer đó, khi mà mình đã nói là cái chữ bệnh đó, nó là Alzheimer disease. Khi mà mình nói đến cái chữ bệnh đó thì mình biết là đó là một cái gì đó nó không có bình thường, nó đang xảy ra ở trong cái bộ não của chúng ta. Thì cái bệnh Alzheimer disease nó làm cho phá vỡ những cái chức năng ở trong não, làm phá vỡ những cái tư duy và những cái hành động, những cái tính cách của mình, của người mắc bệnh, và nó làm thay đổi những cái nhận thức của họ. Họ có thể có những cái nhận thức sai lầm, những cái hiểu biết lệch lạc bởi vì do cái căn bệnh nó gây ra, nó đang phát triển từ từ ở trong não. Và cái bệnh này thì nó không có phải là một ngày một bữa là mình có thể biết được người nhà của mình có bệnh Alzheimer, mà nó kéo dài từ 3 tới 20 năm, có nghĩa là nó đi từ từ đó cô Kim Yến. Thì mới đầu người bệnh nhân bắt đầu có thể là quên đôi chút, quên này quên nọ đôi chút thôi, nhưng mà nếu mà mình để ý kỹ hơn đó, khi mà cái bệnh nó dần dần phát triển một ngày một nhiều thêm đó, mình để ý cái người gia đình của mình đó, họ sẽ quên ở một cái mức là mất nhận thức luôn. Ví dụ như họ không biết chìa khóa dùng để làm gì, hay là họ không biết đồng hồ dùng để làm gì, và họ không nhớ là mình mới ăn sáng 10 phút trước hay 15 phút trước, mà bây giờ mình không biết là mình đã ăn chưa. Và cũng đó có nghĩa là giống như Minh Thư đã giải thích là nó phá vỡ cái thói quen hàng ngày của mình luôn. Đó là một cái triệu chứng, một trong những cái triệu chứng của bệnh Alzheimer. Xin hỏi Minh Thư là thí dụ chẳng hạn như trong gia đình của mình mà mình nhận xét là người thân của mình đã bắt đầu như vậy, thì nếu mà đi bác sĩ để xin khám nghiệm và điều trị liền thì không biết có bớt được hay không? Thì đây là một cái vấn đề rất là, câu hỏi rất là hay, một cái vấn đề mà nhiều bác rất là muốn biết. Vì cái bệnh này, những cái bệnh, một trong những cái loại bệnh mãn tính là trong đó có bệnh Alzheimer disease. Thì bệnh Alzheimer đó nó không có thuốc để mà chữa trị hoàn toàn. Những cái loại bệnh mãn tính đều như vậy, có nghĩa là không có một cái thuốc tiêm chủng hoặc là một cái thuốc nào đó mà uống vô có thể trị được hoàn toàn.
nhưng nó có thể được ngăn ngừa, nó có thể được làm chậm cái tiến trình phát triển hơn. Yeah. Thì đó là lý do mà hội Alzheimer có mặt để mà giúp cho cộng đồng mình nâng cao những cái kiến thức về bệnh và phát hiện ra bệnh càng sớm càng tốt. Yeah. Tại vì khi mà mình đi bác sĩ sớm, mình đi bác sĩ kịp thời thì cũng có những cái thuốc bác sĩ đưa ra và những cái phương cách bác sĩ đưa ra để giúp cho cái bệnh của người thân mình nó không có phát triển quá nhanh. Có nghĩa ví dụ như một bác đáng lẽ 65 tuổi là bác bị, nhưng mà mình nhờ mình phát hiện sớm nên cái khả năng nó phát bệnh nó nhanh hơn, nó chậm hơn, có thể là 70 tuổi nó mới phát bệnh ra thì vẫn kéo dài được cái thời gian mà mình được khỏe mạnh. Yeah. Thì thật sự mà nói là Alzheimer là một cái disease, nếu mà nó đã là một cái bệnh rồi. Yeah. Thì nó là một cái disease, mà cái disease này thì có thể nói giống như cancer. Yeah. Chưa có thuốc nào mà để trừ trừ khỏi hẳn nó. Thành ra bởi vậy mà nếu thường thường trong gia đình Việt Nam của mình thì cái phong tục của mình vẫn còn săn sóc cho cha mẹ ở ngay trong nhà của mình. Mà nếu mà chúng ta để ý mà thấy các bác mà nhiều khi hình như cái bệnh, nếu mà đã gọi là bệnh Alzheimer thì nó có thể xảy ra cho những người như 40 mấy 50 tuổi không? Hay là phải 60 mấy tuổi mới bị? Dạ, thì cái bệnh này đó, theo cái ước tính thống kê đó là bệnh này là thường xảy ra ở tuổi cao niên. Là khoảng các bác chừng 60-65 trở lên là cái bệnh này nó phát triển ở cái bộ não của các bác. Thì cái ở độ tuổi 40 nó rất là hiếm, mà hầu như là không có luôn. Nếu như mà có đi nữa đó, nó cũng chỉ do là giống như bị quá stress, bị quá căng thẳng do công việc, do cuộc sống nó không có theo trình tự họ gây ra, họ hay quên. Đó, thì cái đó là một cái trường hợp hiếm hoi xảy ra ở người trung niên còn, thôi. Còn trẻ tuổi còn thường là xảy ra do lịch sử gia đình hoặc là do về tiền sử bệnh, rồi do về cái độ tuổi là cái đầu tiên, cái này là ở người cao niên. Kính thưa quý khán giả, trong buổi nói chuyện hôm nay đó, mục đích của chúng tôi là thứ nhất trình bày cho quý vị biết, hiểu rõ hơn Alzheimer là gì. Mà Alzheimer mà vì lão hóa tức là chúng ta già đi. Còn cái bệnh mà Alzheimer là gì đó thì trong cái buổi hội thảo sắp tới sẽ vào ngày thứ hai, 20 tây tháng 3, tổ chức ngay tại Thư viện Việt Nam Toàn cầu, địa chỉ là 14550 đường Magnolia, phòng 205, từ 3 giờ chiều cho đến 4 giờ chiều. Khi quý vị đến với buổi hội thảo, buổi tham dự hoàn toàn miễn phí. Vì sao? Vì chúng tôi từ Rich, từ Alzheimer Orange County, APWA tức là Hội Nữ Doanh Nhân Á Mỹ và Thư viện Việt Nam Toàn cầu, chúng tôi muốn đem những cái tin tức này, những cái sự hiểu biết này chia sẻ cùng quý vị, để cho nếu mà chúng ta là người thân mà phải săn sóc cho những người trong gia đình của mình, thì nếu mà mình biết trước mình nên làm cái gì thì có lẽ là cái nỗi lo âu nó sẽ bớt đi, phải không? Mời Minh Thư tiếp tục. Thì ngoài những cái chương trình lớp học hội Alzheimer mở ra cho cộng đồng mình để tới học miễn phí, thì bên cạnh đó cũng có những cái lớp nó gọi là học nhóm support group. Mỗi tháng hội mở một lần cho cộng đồng Việt Nam. Thì cho cái đây là cái buổi mà cho tất cả những người caregiver, là người chăm sóc cho người thân của mình đó, có thể tới để mà được gặp gỡ nhau, được chia sẻ và được học hỏi những cái kinh nghiệm từ những người mà đang chăm sóc giống như mình. Và đặc biệt hơn nữa để cho mình hiểu là mình không phải là người duy nhất, mình không có cô đơn trong cái công việc này, mà mình luôn có những người đồng hành với mình, luôn có hội Alzheimer đồng hành với mình để mà giúp cho gia đình mình trong những lúc mà mình cần thiết nhất. Thì đó là một cái buổi họp rất là bổ ích cho tất cả các người caregiver. Thì nếu như mà các bác, các cô chú mà chưa biết tới đó, thì có thể đến tham gia. Thì cái gần nhất đó là Minh Thư có là tháng 3 này, là ngày 9 tháng 3, ở Cal Optima Pace, là ở ngay đường
Garden Road, góc đường Fairview. Thì họp nhóm có 2 tiếng là từ 10 giờ cho tới 12 giờ. 10 giờ sáng. Dạ, 10 giờ sáng tới 12 giờ trưa. Thì các bác cũng rất là ủng hộ, rất là nhiệt tình. Các bác rất là thích, các bác chia sẻ là các bác tới những cái họp nhóm như thế này bác phải thoải mái tinh thần lắm. Mặc dù không có bao nhiêu thời gian, chỉ có 2 tiếng ngắn ngủi một tháng thôi cô Yến. Thì như vậy các bác có thể bớt được cái phần nào mà bị căng thẳng trong cái công việc chăm sóc. Bây giờ một câu hỏi với Minh Thư nữa là trong những cái buổi mà support group như vậy với lại tới cái buổi hội thảo của chúng ta sẽ tổ chức vào ngày 20 tây tháng 3 đó, thì không những người mà caregiver, tức là những người mà đang săn sóc cho những người bị Alzheimer, thì họ có nên dẫn những người bị đang bị Alzheimer tới không? Tại vì có thể nói là cái Alzheimer đó là lúc nào cũng Alzheimer hay là thỉnh thoảng thôi. Dạ, dạ đúng. Thì cái chương trình mà support group mà chúng em mở ra đó là có cho cả cái người thân của mình dắt cái người bệnh nhân tới luôn. Tại vì chúng em có một cái phòng riêng cho người bệnh nhân, cho người Alzheimer. Thì mình có thể tách hai nhóm ra làm hai bên. Tại vì các bác Alzheimer thì nhiều khi mình nói như vậy mình nghĩ là bác không có hiểu gì hết. Nhưng mà thật ra bác có thể hiểu được nếu như mình đang nói chuyện về bác, nếu mà mình đang chia sẻ những cái gì về bác. Thì nhiều khi người ta cũng không được vui, người ta cũng buồn, có biết không? Nên lúc nào hội cũng chia ra làm hai nhóm, một nhóm cho các bác sinh hoạt với nhau và có volunteer để mà nói chuyện, để mà có activity với các bác. Rồi một nhóm là chỉ cho caregiver thôi, là chúng em có thể chia sẻ một cách nó thoải mái hơn để cho các bác khỏi cảm thấy khó chịu, ngượng ngùng. Thì nếu như vậy tinh thần các bác cũng, cái người caregiver, cái tinh thần họ cũng thoải mái khi mà họ chia sẻ. Và các bác bệnh nhân cũng thoải mái khi mà được tới đó vui chơi, được tới đó có activity, được ăn uống, được ca hát. Nghe ca hát là thấy là nghe vui rồi đó. Rồi có thể nói là những người mà đang bị Alzheimer, có thể nói là về cái sức khỏe của họ thì vẫn khỏe mạnh bình thường. Chỉ có cái là không còn nhớ, những thứ, thí dụ chẳng hạn như Minh Thư vừa mới kể ra một vài cái thí dụ là không biết cái chìa khóa này để làm cái gì. Thì giờ Minh Thư cũng biết là những người mà lớn tuổi bây giờ đó, họ thường hay nói đùa với nhau là chúng ta nên có những cái sinh hoạt, thí dụ chẳng hạn như mấy bác tụ họp lại với nhau chơi mặt trượt, chơi tứ sắc, để cho cái đầu óc mình suy nghĩ khi mà mình phải đánh cái con bài đó như thế nào, là để giúp cho mình đừng có bị lão hóa với cái Alzheimer. Thì không biết, chắc chắn là Minh Thư có nghe thì không biết cái điều đó có đúng không? Dạ, cái điều đó rất là đúng đó cô. Thì Minh Thư cũng rất là khuyến khích các bác, kể cả các bác mà đang chăm sóc, các bác mà chưa bị bệnh, các bác mà đã ở tuổi cao niên rồi. Cái điều cần thiết nhất là các bác nên tham gia những sinh hoạt, đặc biệt là cộng đồng Việt Nam mình có rất là nhiều sinh hoạt trong cộng đồng, những cái lớp học, những cái lớp activity chơi cờ hoặc là những cái lớp vẽ tranh, đó là những ví dụ. Thì như vậy đó là một cách mà để cho mình exercise cái não của mình, giống như là tập thể dục cho cái não của mình, giống như cái cơ thể của mình khi mà mình ăn thức ăn vô thì mình cũng phải tập thể dục để cho cái cơ thể mình nó không có bị lượng những cái lượng cao mỡ, cao máu. Thì cái não của mình cũng vậy, nó cần phải được tập thể dục mỗi ngày, nó cần giống chẳng hạn như đọc một cuốn sách hay đọc một tờ báo, xem một cái chương trình trên TV cũng là một cách để tập thể dục cho não. Để cho não mình nó không có bị ù lì một chỗ rồi nó dẫn tới những cái căn bệnh khác. Nói tóm lại có nghĩa là chính mình, mỗi người của mình cũng nên có những cái sinh hoạt, những cái chuyện hàng ngày mà mình nên suy nghĩ để mình tính toán. Thí dụ chẳng hạn như bữa nay là ngày thứ hai, sáng sớm mình thức dậy ngày hôm nay mình sẽ làm cái gì. Dạ đúng rồi đó. Mặc dù những cái chuyện đó nó nhẹ nhàng, nó bình thường, nhưng mà nó cũng là những cái điều mà mình suy nghĩ tới. Dạ đúng. Để cho mình nhận thức được, mình biết hôm nay là thứ hai và ngày mai thứ ba thì mình sẽ đi đón cháu, hay là mình sẽ gặp những chị bạn để mà xoa mặt trượt chơi. Cái điều đó là một cái điều có thể nói đối với những người cao niên bây giờ rất là quan trọng, rất cần thiết. Mà quý vị có biết là những cái buổi mà sinh hoạt như vậy thường thường không có tốn kém là bao nhiêu. Chúng ta chỉ cần có những người bạn
cùng trang lứa với mình, cùng tuổi với mình. Mà nếu mà có thể được thì thí dụ chẳng hạn như con cháu của quý vị, những mấy anh chị mà đang lo lắng cho săn sóc cho cha mẹ già, thí dụ chẳng hạn như bây giờ bà cụ của mình không biết phải đi đâu để gặp những bạn bè, thì cũng nên tìm đến những cái hội mà có những cái support group như vậy, để cho chính ông bà, để cho những ông bà có thể có cơ hội để mà sinh hoạt với nhau. Thành ra bởi vậy cho nên cái vấn đề mà mình làm cho cái đầu óc của mình suy nghĩ là một cái điều vô cùng quan trọng. Kính thưa quý vị, một lần nữa chúng tôi xin nhắc lại là tại Thư viện Việt Nam Toàn cầu 14550 đường Magnolia, thành phố Westminster, phòng 205, vào ngày thứ Hai, 20 tháng 3, từ 3 giờ chiều cho đến 4 giờ chiều thì chúng tôi có một buổi hội thảo nói về bệnh mất trí nhớ, bệnh Alzheimer này. Tham dự thì hoàn toàn miễn phí. Quý vị có thể gọi điện thoại để ghi danh, đó là 714-365-2243 hoặc là 714-534-3700 hoặc gọi điện thoại số 714-893-3043. Quý vị, chúng tôi bất cứ một cái số điện thoại nào mà Kim Yến vừa nêu lên cũng đều có người trả lời bằng tiếng Việt. Quý vị cứ nói là chúng tôi muốn ghi danh để tham dự buổi hội thảo về mất trí nhớ Alzheimer, là chúng tôi rất hân hoan để được đón tiếp quý vị và những người thân của quý vị có thể là đang có những cái triệu chứng mà mình nghĩ rằng có thể bị Alzheimer. Đúng rồi. Dạ, và ngoài ra thì ví dụ như các chị, các anh chị mà mình đọc tiếng Mỹ nhiều hơn, mình nói tiếng Mỹ nhiều hơn tiếng Việt đó, mà cũng muốn hiểu biết về những cái dịch vụ của hội Alzheimer, thì mình có thể truy cập vô website của hội là alzoc.org, alzoc.org. Đó là tất cả những cái thông tin bằng tiếng Anh cũng như tiếng Spanish, cũng như tiếng Việt cũng có đầy đủ ở trên website để cho mình có thể hiểu thêm. Còn nếu mà riêng về cái phần tiếng Việt đó thì mọi người có thể liên lạc với Minh Thư ở số phone là 714-534-3700. Kính thưa quý khán giả, Kim Yến xin nhắc lại một lần nữa là sở dĩ Thư viện Việt Nam Toàn cầu chúng tôi có những lớp để mà mình sử dụng điện toán hay là iPad, iPhone, đây cũng là một cái những cái cơ hội để quý vị học hỏi. Và khi mà quý vị học hỏi để sử dụng những cái máy điện toán này thì nó sẽ giúp cho trí nhớ của chúng ta có thể nói là tăng cường, hoặc là mình sẽ không bị quên. Thì hồi nãy cô Kim Yến có hỏi qua về giống như là mình đi bác sĩ như thế nào là sớm khi mà mình phát hiện ra bệnh, thì Minh Thư cũng xin giải thích luôn là cái bệnh Alzheimer ở cái giai đoạn sớm đó là nó có trải qua là 3 giai đoạn. Ở cái giai đoạn sớm đó, sớm nhất của bệnh đó, thì cái bệnh nhân trải qua những cái sự mất mát, cũng chưa có đến nỗi là gọi là mất cả nhận thức, và cũng không có dễ mà nhận ra được ở cái giai đoạn đầu. Và giống như bệnh nhân cũng chỉ là quên bình thường, giống như mình nhắc tới là lão hóa tuổi già thôi. Đó là lý do mà mình cũng hay nhầm lẫn với lão hóa tuổi già và bệnh Alzheimer. Thì cho đến khi mà mình phát hiện ra người nhà mình đã quên một cái mức mà bất thường rồi đó, mà không có hiểu mục đích mà mình làm những cái việc này để làm cái gì, mất nhận thức rồi đó, thì cái đó là đã trải qua vài năm sau khi cái bệnh nó tăng lên, nó phát triển mạnh mẽ hơn ở cái giai đoạn giữa. Và ở cái giai đoạn cuối cùng đó là khi người bệnh nhân mất hoàn toàn hết nhận thức luôn, ngay cả ăn cũng không có biết ăn, không có biết đói, và không có biết làm gì hết, không có tự tắm rửa được, và chỉ có nằm trên giường mà có người chăm sóc sẽ take care và lo hết hoàn toàn những cái việc đó. Thì đó là ba cái giai đoạn mà quan trọng để cho mình, giúp cho mình hiểu thêm về bệnh mất trí nhớ Alzheimer. Cảm ơn Minh Thư. Và một lần nữa, buổi hội thảo của chúng tôi sẽ vào ngày thứ Hai, 20 tháng 3, từ 3 giờ chiều đến 4 giờ chiều tại Thư viện Việt Nam Toàn cầu 14550 đường Magnolia, phòng số 205, thành phố Westminster. Số điện thoại để quý vị ghi danh 714-365-2243, 714-534-3700 hoặc 714-893-3043.
Kim Yến trân trọng kính chào quý khán giả, mong được gặp quý khán giả tại buổi hội thảo hoặc là trong chương trình kỳ tới.